Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng tất cả các anh chị em ở trong group của Doctory. Vâng, chào bạn Tăng Thị Kim Hoa, một trong người bạn của Doctory. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về một cái vấn đề mà tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị em ở trên group. Đấy là cái vấn đề về mắc F0 cũng như là đang trong tình trạng F0, hoặc là nếu như mắc phải thì chúng ta sẽ phải xử lý như nào. Thì trước khi đi vào vấn đề đấy thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm một chút xíu nữa, chờ đợi để có nhiều anh chị em cùng tham gia và chúng ta sẽ cùng trao đổi, chia sẻ. Doctory thì cũng đã nhanh chóng thành lập một cái nhóm để có thể hỗ trợ các anh chị em, nếu như mà những khách hàng của Doctory hoặc kể cả những người trong gia đình của Doctory, của các bạn, của khách hàng không may mà nhiễm SARS-CoV-2, tức là mắc Covid, thì cũng có thể chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn kịp thời. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhé. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Tuấn Anh, chào bạn Hoài Vũ. Không biết là các bạn có nghe rõ không nhỉ? Các bạn nghe rõ thì có thể để lại một nút like hoặc là thể hiện là cho comment âm thanh hoặc gì đấy là có bị ảnh hưởng gì không. Tình hình dịch bệnh thì ở trên cả nước của chúng ta thì đang diễn biến cũng tương đối là phức tạp, số lượng ca thì ngày càng tăng. Và đặc biệt ở Hà Nội thì rất là số lượng người nhiễm thì rất là nhiều. Cái này thì chúng ta không còn xa lạ gì nữa, hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc và cũng đã đều thấy rất nhiều trường hợp bị mắc, rồi có khi cả gia đình cũng bị mắc. Tại trung tâm thẩm mỹ Doctory của chúng tôi thì cũng có rất nhiều khách hàng đặt lịch rồi đến phẫu thuật, tuy nhiên thì đang chuẩn bị thực hiện đến để thực hiện các xét nghiệm thì lại mắc Covid, hoặc là kể cả có những khách hàng vừa làm xong thì lại bị mắc, về nhà bị mắc, ví dụ thế chẳng hạn. Thì có rất nhiều cái tình huống xảy ra thì chúng ta sẽ phải xử lý và làm được như thế nào, hoặc là kể cả trong gia người trong gia đình của chúng ta bị mắc như thế nào. Bản thân trong gia đình mình cũng thôi, cũng có người mắc, hoặc là bản thân có cháu đang đi học ở trong lớp cũng có rất nhiều các bạn bị mắc. Thì vậy chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái gì. Thì hôm nay thì trong cái khuôn khổ của cái group của Doctory, chúng tôi bản thân tôi cũng như là vợ, hai vợ chồng mình là bác sĩ, thì muốn chia sẻ với các bạn về cái quan điểm về cái vấn đề về mắc Covid, cũng như là chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì, chúng ta phải xử lý như thế nào nếu như mà bản thân chúng ta hoặc là những người trong gia đình chúng ta bị. Nó chỉ là những cái kiến thức mang tính chất rất là phổ thông. Nó như là một cái người gọi là bác sĩ gia đình. Các bạn có thể coi tôi hoặc là team Doctory như những bác sĩ gia đình, có thể hỗ trợ tư vấn các bạn, hoặc là tư vấn các bạn là xử lý trong những cái trường hợp nó nhẹ hoặc trung bình. Còn những cái trường hợp mang tính chất nặng, chuyên biệt, những cái trường hợp ví dụ như các cháu bé sơ sinh bị mắc, hoặc là những người có bệnh nền mãn tính hoặc là bị mắc, thì có thể chúng tôi sẽ tư vấn thêm những đồng nghiệp chuyên khoa, hoặc cũng có thể tư vấn hoặc kết nối các bạn với những bác sĩ chuyên khoa để chúng ta có những cái tình huống xử lý nó chính xác và kịp thời nhất. Quay trở lại thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm qua thì ở ngoài Hà Nội thì có khoảng gần 9.000 ca. Tuy nhiên thì trên thực tế thì theo nhận định của chúng tôi thì, hoặc là các bạn cũng biết thôi, chắc là số lượng ca nó sẽ phải tăng lên khoảng gấp 3 hoặc là gấp 4 hoặc gấp 5 lần so với cả thực tế. Bởi vì là nhà nào cũng thôi, ít nhất là một người. Ở trên rất nhiều New Feast, cái post của chúng tôi gửi lên thì cũng có thấy có rất nhiều bạn chia sẻ rằng là có khi cả gia đình mà bị. Và ngày nào cũng thế thôi, cứ sau giờ làm việc là tôi luôn luôn nhắn tin rồi tư vấn rồi có thể theo dõi thêm rất nhiều các trường hợp bạn bè, hoặc là kể cả là khách hàng, là các những đã từng là khách hàng của Doctory, nhắn tin hỏi xem là bây giờ mình bị rồi ông xã rồi các cháu bị thì hướng xử lý như nào và theo dõi như nào, thì tôi đều hướng dẫn và theo dõi.
Thì bài hôm nay nó sẽ có chia sẻ hôm nay ngồi chia sẻ hôm nay chị hôm nay thì nó có hai phần. Một cái phần là, một là nếu như các bạn là những người bình thường khỏe mạnh mà một là bị nhiễm hoặc là người trong gia đình bị nhiễm thì xử lý thế nào. Cái phần thứ hai thì nó liên quan đến vấn đề là tình huống là nếu như bạn vừa mới phẫu thuật xong mà bị nhiễm COVID thì cái việc ngoài cái vấn đề liên quan đến bệnh lý thì cái vấn đề về chăm sóc thẩm mỹ nó sẽ như thế nào, hoặc là đến ngày cắt chỉ rồi thì chúng ta cần phải lưu ý gì không đấy. Ví dụ thế nhỉ, thì thực tế nó đang diễn ra như vậy và tại Doctory cũng đang có rất nhiều trường hợp khách hàng như vậy thì chúng tôi sẽ có thể xử lý thế nào. Thì hôm nay cũng ngồi đây để chia sẻ với các anh chị để chúng ta sẽ cùng nắm được vấn đề này. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Covid thì bây giờ nó cũng tương đối phổ biến, thông tin nó rất là đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ coi dần dần chúng ta sẽ coi nó như một bệnh đặc hữu, tức là gì, nó như là một cái bệnh nhiễm cảm cúm thông thường khác. Tất nhiên để đến cái lúc thời điểm đấy thì chúng ta cần một cái thời gian. Ví dụ như trước đây khi mà dịch bệnh diễn ra ở Hải Dương, ở Bắc Linh hoặc là ở Sài Gòn thì nó diễn biến rất phức tạp và số người mà bị tiến triển nặng hoặc tử vong cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì sau khi mà chính phủ đã phổ rộng cái việc tiêm vaccine mũi 1, mũi 2, mũi 3 phổ cập cho tất cả toàn cả nước thì chúng ta có thể thấy là thực tế thì cái vai trò của vaccine nó rất là quan trọng, nó đã hạn chế được cái số lượng người bị nhiễm cũng như là kể cả trong khi bị nhiễm thì tiến triển nặng nó rất là ít. Hiện nay thì một ngày của chúng ta số lượng người nhiễm thì lên đến 60-70.000 người, hoặc là trên thực tế thì con số đấy nó có thể gấp 3, gấp 4 lần. Tuy nhiên số lượng tử vong thì nó chỉ rơi vào khoảng trên dưới 100 người, tức là số lượng rất là ít. Gần đây thì cái báo cáo ngày hôm qua trên VN ấy, thì cái số lượng ca nặng mà liên quan đến thở máy hoặc chạy ECMO là trường hợp nặng nhất thì nó chỉ có khoảng 10 mấy ca thôi, 20 ca, 25 ca thì phải đấy, 12 ca. Thì cái trường hợp, những cái trường hợp đấy thì nó rất là nặng rồi, tuy nhiên thì số lượng rất là ít so với sự mắc, vì vậy chúng ta có thể hoàn toàn an tâm. Bản thân tôi cũng tư vấn theo dõi và điều trị từ xa cho hàng trăm người trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là hầu hết đều diễn biến rất là nhẹ, kể cả các cháu nhỏ bị nhiễm thì cũng rất là nhẹ và thường diễn biến rất là nhanh, không có cái tình trạng mà chuyển biến nặng. Thì có thể chia sẻ với các bạn một chút vấn đề về cái tình trạng dịch bệnh như thế này. Hiện nay với tình trạng hiện nay, với thời điểm hiện nay, với cái tính chất của bệnh lý hiện nay thì chúng ta có thể chia ra cái bệnh lý chia thành mấy mức độ. Một là mức độ nhẹ. Mức độ nhẹ là mức độ mà có thể là chúng ta sẽ không có triệu chứng hoặc là triệu chứng rất là thoảng qua. Và cái người mà bị nhiễm ấy, thì có thể là không có một cái biểu hiện gì, nhịp thở vẫn bình thường, hoặc là nếu như mà các bạn lo lắng quá, các bạn đo cái chỉ số SpO2 thì nó vẫn trên 96%. Thế ví dụ thế chẳng hạn. Còn những cái trường hợp mà có triệu chứng nhẹ, tức là những cái trường hợp mà nó có những cái triệu chứng không đặc hiệu như là hắt hơi, sổ mũi, đau đầu, hoặc là có thể ngây ngấy sốt, chảy nước mũi, hoặc đấy là những cái triệu chứng nó giống cảm cúm thông thường, kèm theo cái nhịp thở của chúng ta nó vẫn bình thường. Nếu như chúng ta đo bằng cái chỉ số SpO2 thì cái chỉ số luôn trên 96% nếu chúng ta vẫn hít thở bình thường nhé. Đấy, ví dụ thế. Còn những cái trường hợp mà nó ở mức độ trung bình thì chúng ta cũng vẫn có những cái triệu chứng nó không đặc hiệu như vậy. Đấy là đau đầu rồi mệt mỏi, còn kèm theo có thể sốt hoặc rối loạn tiêu hóa hoặc có thể rối loạn mất vị giác. Tuy nhiên thì ví dụ như là cái mất vị giác thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều bạn bè của tôi ở trong cái lớp cấp 3, lớp đại học rồi gần đây rất nhiều bệnh nhân hầu hết không thấy có dấu hiệu của cái mất vị giác đâu. Chủ yếu là đau đầu, ho sốt, ho khan, ho hoặc là ho có đờm nhẹ, sốt hoặc là mệt mỏi. Đấy, thì cái triệu chứng nó rất là nhẹ nhàng như vậy. Rất ít trường hợp mà ho kéo dài, rất ít trường hợp ho kéo dài. Và chúng tôi thấy rằng ở các cháu nhỏ thì thường có sốt cao 38-39 hoặc là có thể đến 39.5 độ, nó kéo dài khoảng 5-7 ngày. Đấy, ví dụ như vậy. Còn những cái trường hợp nặng thì chúng ta sẽ không nói nhiều, bởi vì là đây là những cái kiến thức mà chúng tôi chia sẻ với các bạn mang tính chất nó là cái kiến thức phổ thông. Và thứ hai nữa là chúng tôi nó với tư cách như một bác sĩ gia đình sẽ hỗ trợ tư vấn các bạn trong cái giai đoạn đầu. Còn nếu như trong trường hợp mà khách hàng hoặc là
các bạn hoặc là người nhà có trên một cái bệnh nền hoặc là có dấu hiệu nặng thì chúng tôi sẽ phải tư vấn là đến các cơ sở y tế, là các bệnh viện hoặc là có các bác sĩ chuyên khoa. Ví dụ như là những cái trường hợp mà có kèm theo các bệnh lý hô hấp thì phải cần có sự hỗ trợ và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa hô hấp, hoặc là các cháu sơ sinh dưới 28 ngày tuổi thì cần có sự tư vấn rất là chính xác từ các bác sĩ sơ sinh trên một cái lần các cháu bị nhiễm Covid như thế thì nó mới đảm bảo được cái sự an toàn của chúng ta. Cái thời kỳ ủ bệnh thì chúng ta có thể thấy rằng là trước đây thì nó kéo dài đến tận 21 ngày. Tuy nhiên thì gần đây thì với cái chủng Delta hoặc là cái chủng Omicron thì nó có thể diễn biến rất là nhanh, có thể từ 2 ngày, 3 ngày hoặc 5 ngày, trung bình khoảng 4 5 ngày. Còn kéo dài thì khoảng 7 đến 14 ngày. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng đa số là sau khoảng 3 5 ngày là chúng ta sẽ có biểu hiện bệnh. Đấy là cái giai đoạn ủ bệnh. Và thực tế thì bây giờ theo những cái quy định mới của chính phủ, hướng dẫn mới thì chúng ta sẽ F1 chỉ cách ly khoảng 5 ngày thôi. F1 cách ly 5 ngày thôi. Đấy. Còn nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Các bạn mà có câu hỏi gì thì các bạn có thể để lại, chúng tôi sẽ có thể trong cái giới hạn về mặt chuyên môn chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Còn đối với những cái trường hợp mà khởi phát bệnh thì nó sẽ diễn ra khoảng 5 ngày đến 7 ngày. 5 ngày đến 7 ngày thì chủ yếu là những cái triệu chứng không đặc hiệu, giống cảm cúm thông thường trước kia của chúng ta. Đấy. Còn những cái trường hợp mà diễn biến nặng liên quan đến những bệnh nền khác thì nó có thể diễn biến, thì chúng ta có thể theo dõi dựa trên rất nhiều các chỉ số, thì lát nữa chúng ta sẽ tư vấn với các bạn. Thế thì trong cái tình hình dịch bệnh như này thì mỗi chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì? Trước đây thì chúng ta hay nói về cái vấn đề là tích trữ lương thực, rồi tích trữ quá nhiều thuốc men thực phẩm, nó gây nên cái tình trạng gọi là tăng giá của tất cả mọi cái đấy, và nó không cần thiết. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng mạnh dạn chia sẻ với các bạn là mỗi gia đình chúng ta nên cần có một cái số thứ nhất định, bởi vì là cái tình hình, cái khả năng bị lây nhiễm nó cũng rất là cao, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cái việc của chúng ta là chúng ta phải có một cái thái độ đúng trong cái vấn đề về chuẩn bị. Một là về sức khỏe của chúng ta, hai nữa là những cái công cụ, những cái cần thiết để hỗ trợ chúng ta theo dõi về mặt sức khỏe. Cái thứ ba là những cái thuốc mang tính chất điều trị triệu chứng, và là những cái mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước ở trong nhà. Nó như là một cái vật mà chúng ta phải luôn luôn có để hỗ trợ chúng ta trong cái giai đoạn đầu. Đấy là trong cái giai đoạn mà chúng ta có thể nhiễm ở cái mức độ nhiễm nhẹ hoặc trung bình, chúng ta có thể tự xử lý được dưới sự hướng dẫn và theo dõi của một bác sĩ gia đình, hoặc là có thể hỗ trợ liên hệ với chúng tôi hoặc là tìm một doctor đi. Thế những cái chúng ta cần phải chuẩn bị là gì? Ví dụ như là tôi xin lỗi là các anh chị là bây giờ với cái tình trạng mà lây nhiễm ở cộng đồng như này thì cái việc quan trọng nhất đấy là cái sự nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể của chúng ta. Bởi vì ngoài không khí, bây giờ nó không phải là chỉ có mỗi trong cái phòng kín, trong cái phòng điều hòa, trong một cái không gian nào đấy mà chúng ta có thể bị lây nhiễm Covid do cái virus của cái người cùng phòng đâu. Bởi vì là ra ngoài đường hoặc ở bất cứ nơi đâu chúng ta có thể gặp những cái trường hợp mà đã mang virus hoặc là đã có, và chúng ta rất dễ bị lây nhiễm. Vì vậy cái quan trọng nhất là chúng ta phải nâng cao cái sự đề kháng của chúng ta lên bằng cách ăn uống, ngủ nghỉ nó hợp lý, vận động cũng như là tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe của chúng ta lên. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải bảo vệ chúng ta bằng cách là gì? Đeo khẩu trang. Đấy, một cái việc rất là quan trọng là đeo khẩu trang, và đeo khẩu trang đúng cách. Làm sao để chúng ta bịt kín được cái những cái đường vào khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi mua sắm, chúng ta đi chợ, chúng ta đi vào hiệu thuốc hoặc là chúng ta đi khám chữa bệnh. Thì cái việc đấy nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái việc mà rửa tay thường xuyên và sát trùng cồn. Ví dụ như là chúng ta phải sát trùng cồn, kể cả chúng ta sát trùng cồn bằng những cái dung dịch sát trùng cồn nhanh nếu như chúng ta không rửa tay được, hay là chúng ta xịt nhanh, và kể cả những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng những cái điện thoại chẳng hạn, chúng ta cũng sẽ phải thường xuyên chúng ta phải xịt những cái để đảm bảo tránh cái việc mà virus nó bám ở trên bề mặt của những cái vật đồ đấy. Cái thứ ba nữa là cái chế độ về uống nước. Thì ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều cái hướng dẫn cho thấy rằng là cái việc mà giữ ẩm, mà giữ ấm cái đường hô hấp nó rất là quan trọng. Chúng ta nên có một cái chai nước riêng bây giờ đi ra ngoài. Đấy. Và chúng ta nên uống nước khoảng 30 phút, 40 phút chúng ta làm một cái hụm nhỏ. Để luôn luôn đảm bảo cho cái đường niêm mạc của họng nó được ẩm, nó giữ đảm bảo tốt, nó có một cái
cái lớp mà màng nhầy ở cái đường hô hấp, đường họng của chúng ta để tránh cái việc virus nó xâm nhập vào. Cái thứ hai nữa là chúng ta xúc họng muối ấm bằng cái dung dịch nước muối ấm, một là cái chai đóng sẵn hay chúng ta có thể pha cái nước. Các bạn lưu ý rằng là nước muối không được mặn bởi vì nó có thể lại làm tổn thương cái đường niêm mạc của chúng ta nếu như chúng ta cái dung dịch nước pha tự pha nó mặn quá. Thì cái xúc họng bằng nước muối ấm ngày có thể, tại thời điểm này thì chúng tôi khuyên các bạn nên xúc họng nước muối ấm ngày khoảng 4-5 lần, kể cả những người khỏe chứ không phải là những cái người mà bị mang virus. 4-5 lần chúng ta có thể là tranh thủ buổi sáng, trong cái buổi trưa là buổi đầu giờ chiều và cuối buổi tối chúng ta xúc họng nước muối để tránh cái tình trạng có nguy cơ cao. Đấy là những cái người khỏe chưa có nguy cơ mắc, kể cả chúng ta đi làm việc thông thường lẫn những cái trường hợp mà chúng ta đang sinh sống ở trong một gia đình mà có người đang bị nhiễm F0, thì những cái việc bảo vệ như thế nó rất là tốt. Các bạn nên nhớ rằng nâng cao sức đề kháng của cơ thể, vệ sinh, một là đeo khẩu trang, hai là sát trùng tay, thứ ba nữa là xúc họng, xúc miệng nước muối, cực kỳ quan trọng. Đối với tôi thì đấy là những cái biện pháp bảo vệ rất tốt nhất, là cái rào cản virus tốt nhất đối với cả chúng ta ở thời điểm hiện tại. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải chuẩn bị ở trong mỗi một gia đình có những cái vấn đề, có những cái gì. Đấy là một là cái cặp nhiệt độ. Cái cặp nhiệt độ rất là quan trọng. Chúng ta có thể dùng một cặp nhiệt độ thủy tinh như thế này, thủy tinh hoặc là một cái cặp nhiệt độ điện tử như thế này. Đấy, để chúng ta đo. Một là chúng ta bắt đo bản thân chúng ta, bởi vì chúng ta đang trời rất rét nhưng chúng ta không cảm nhận được cái vấn đề là chúng ta tăng nhiệt độ. Hai nữa là kể cả những cái người khi mà chúng ta bị nhiễm hoặc là những người trong gia đình chúng ta bị nhiễm thì chúng ta sẽ phải đo nhiệt độ, chúng ta không có cảm nhận một cách cảm tính để đo được xác định chính xác là có bị sốt hay không. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải luôn luôn phải có những cái máy đo SpO2, cái này cực kỳ quan trọng đối với nhiễm COVID SARS-CoV-2. Bởi vì nó có một cái tình trạng khoảng 10% nó gọi là rơi vào tình trạng gọi là thiếu oxy thầm lặng. Tức là chúng ta vẫn cảm thấy chúng ta nhiễm ở cái mức độ nhẹ và chúng ta sẽ cảm thấy nó bình thường, không có một cái triệu chứng gì cả. Chúng tôi thì có thể nhìn vào cái hình cái tình trạng của bạn để đếm được cái nhịp thở. Ở những người bình thường thì luôn luôn nhịp thở khoảng 18, dưới 18 hoặc là dưới 20 lần trên phút. Còn đối với những người mà bị cái tình trạng mà là có ảnh hưởng tổn thương phổi thì cái nhịp thở nó bắt đầu từ trên 20 lần một phút, thì là trong những là những cái tình trạng gọi là tình trạng chúng ta rơi vào tình trạng nhiễm tổn thương ở mức trung bình. Còn đối với những cái trường hợp mà từ 24 lần trên phút trên 25 lần trên phút thì là có thể là tổn thương nặng. Ngoài ra các chỉ số SpO2 thì chúng ta thấy rằng đây là một cái máy đo SpO2 cầm tay dễ. Bây giờ nó cũng rất là phổ biến, trước đây thì chắc là rất ít người biết được cái này. Tuy nhiên thì bây giờ nó phổ biến lắm rồi. Mỗi gia đình lên cũng có một cái. Nó tôi cũng không khuyến khích về cái vấn đề là đầu cơ tích trữ gì cái này cả. Tuy nhiên thì bây giờ nó là thực tế. Ai nhà nào bị rồi mà muốn theo dõi được tình trạng sức khỏe của chúng ta thì chúng ta cần phải có một cái này. Đấy. Cái cặp nhiệt độ và cái đo SpO2 này rất là quan trọng. Đấy, chúng ta chỉ cần đo ở cái chúng ta cầm kẹp đấy nhỉ, và chúng ta đo. Đấy. Khi mà chúng ta đo thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là cái tình trạng thiếu oxy của chúng ta có hay không. Ví dụ như tôi đang đo nhỉ. Các bạn nên nhớ rằng là với những cái trường hợp mà các bạn đang đeo cái làm cái móng giả và một sơn móng tay là 2 thì có thể nó không còn chính xác nữa. Cái thứ ba nữa là nếu như trong trường hợp mà chúng ta đang ở trong cái trời lạnh thì có thể nó cũng làm co cái mạch này, nó không chính xác nữa. Thì vì vậy mà khi mà chúng ta đo cái chỉ số, ví dụ như là tôi đang ở trạng thái bình thường nhỉ, hít sâu, chúng tôi sẽ đo nhé. Chúng ta sẽ phải đo xác định lại xem nó là chỉ số bao nhiêu. Đây. Chúng ta sẽ đo như này, ở tình trạng nó khoảng từ 95 trở lên là cho phép ở trạng thái bình thường. 95 trở lên, và đây là cái tình trạng nhịp tim 95, 96 trở lên là bình thường. Chúng ta bình thường. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta thấy nó dưới 95 thì chúng ta nên kẹp lại một lần nữa, mà chúng ta lại bình tĩnh ấn lại, đo bình tĩnh để thở.
kể cả các bạn không có một cái dấu hiệu gì khác, các bạn nên đo lại như thế để xác định. Khi mà tôi đang cố gắng nói nhiều, có khi là cái SpO2 nó lại xuống thấp. Chúng ta sẽ đo cần cái thời gian để xác định. Ngoài cái vấn đề chúng ta đo ra thì chúng ta cần nên nhớ rằng cái nhiệt độ chúng ta cứ quả chúng ta không sốt hoặc là sốt rét thì nhiệt độ nó không cao. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải cập nhiệt độ để nó chính xác nhất. Cái tiếp theo đấy là chúng ta có thể cần phải có đấy là cái test nhanh này. Thực ra thì ở thời điểm hiện tại, nếu như chúng ta có những cái triệu chứng giống cúm như là sốt hoặc là đau đầu, mệt mỏi, hắt hơi, sổ mũi đấy, thì chúng ta có thể tự test. Thì cái việc test này nó cũng đòi hỏi một chút, chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu ở trên YouTube về cái cách test làm sao chúng ta phải lấy tương đối sâu lấy cái dịch tị hầu để nó chính xác nhất. Và khi các bạn có hai vạch thì các bạn nên xác định mình đã bị nhiễm, và chúng ta chỉ nên test lại sau 7 đến 10 ngày khi mà các triệu chứng của chúng ta gần như nó đỡ thì chúng ta nên test lại, chứ không cần phải test quá nhiều. Cái việc test quá nhiều nó có thể nó chỉ làm chúng ta tốn tiền trong cái vấn đề mua test thôi, chứ còn không giải quyết vấn đề gì cả. Thứ hai nữa là những cái dung dịch nước muối là những cái rất là cần thiết, như là kể cả những cái betadine xúc họng chúng ta cần phải có trong gia đình, hoặc là những cái dung dịch cái cồn 90 độ mà dạng xịt thì chúng ta cần phải có trong gia đình, để chúng ta nếu như trong trường hợp mà bản thân chúng ta hoặc là những người trong gia đình có thì chúng ta sẽ phải xịt những cái đồ dụng cụ hoặc kể cả các tay nắm ra cửa hàng ngày để tránh cái việc lây nhiễm lan rộng ra. Đấy. Ngoài ra thì nó có cái việc chuẩn bị của một cái số thuốc. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ những cái thuốc thông thường nhất như là vitamin C. Đấy, vitamin những cái thuốc mà tăng sức đề kháng của chúng ta phổ biến nhất là bây giờ là cái C sủi. Cái thứ hai nữa là những cái viên hạ sốt, ví dụ như là Efinagang hoặc là Decongen hoặc là những cái thuốc cái thành phần là paracetamol ấy, thì chúng ta cũng nên có một cái sự chuẩn bị một chút. Những cái trường hợp mà các cháu bé thì có thể sử dụng những cái gói paracetamol dạng cam ấy. Trước đây nhà của các cháu bé rồi chúng tôi cũng có luôn những cái hộp thuốc trong gia đình luôn có những cái gói như thế chẳng hạn, thì chúng ta cũng nên có một cái sự chuẩn bị trước. Cái thứ hai nữa là một số cái thuốc liên quan đến ho thì chúng ta sẽ phải phân biệt ra là ho khan, không đờm, cái đấy thì các bạn có thể tư vấn chúng tôi để chúng tôi tư vấn các bạn nên sử dụng cái thuốc gì. Tuy nhiên thì những cái thuốc hạ sốt là chúng ta cần phải có. Cái thứ hai là những cái gói và orizon, đối với người lớn thì những cái orizon thì những người lớn, còn trẻ em thì có những cái orizon cam giúp cho các cháu uống rất là dễ, thì chúng ta cũng có sự chuẩn bị lên một chút. Như ngày hôm qua ấy, thì tôi ra hiệu thuốc thì kể cả những hiệu thuốc lớn thì những cái thuốc đấy bây giờ cũng hết. Đấy, mặc dù nó là những cái thuốc rất là phổ biến, phổ cập, không đặc hiệu gì cho những cái trường hợp cúm nhưng nó cũng hết. Điều đấy chứng tỏ rằng cái tình trạng mà mắc của chúng ta giờ nó đang rất là nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì bây giờ thì những cái thuốc đấy nó sản xuất rất là phổ biến ở Việt Nam rồi. Hôm qua hết thì hôm nay nó sẽ có thôi, nó không có gì cháy hàng cả. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên có một cái sự chuẩn bị trước về những cái sản phẩm thuốc đấy, ví dụ đấy chẳng hạn. Ngoài ra thì cũng có thể chuẩn bị một số cái thuốc kháng sinh. Nếu trong trường hợp mà bạn bị ho, bạn bị sốt kéo dài kèm theo những cái trường hợp bụi nhiễm thì chúng ta cũng có thể phải uống. Tuy nhiên thì trường hợp mà sử dụng thuốc kháng sinh thì các bạn lưu ý là cũng phải liên hệ với bác sĩ để sẽ có chỉ định khi nào sử dụng thuốc kháng sinh. Bởi vì nếu như chúng ta sử dụng kháng sinh một cách như bừa bãi thì nó có thể gây ra cái tình trạng để kháng thuốc kháng sinh, và sau này chúng ta có cảm cúm hoặc ốm đau gì đấy thì cái việc điều trị nó rất là phức tạp. Đấy. Và trên TV, trên VN Express, báo đài thì chúng ta cũng thể biết rằng là gần đây nhất cách đây khoảng một hôm, hai hôm thì cái thuốc mà đặc trị cho cái COVID là cái Monopiravir hoặc là Monavir hoặc là gì đấy, có ba cái thuốc ở Việt Nam được cấp phép khẩn cấp cho cái việc mà tại Việt Nam chúng ta sản xuất ra rồi dùng để điều trị cái ức chế sự nhân lên của virus. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là
ở trên cái cộng đồng mạng có rất nhiều cái thuốc của Ấn Độ hoặc của Nga. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Thế vậy thì cái thái độ sử dụng cái thuốc đấy như thế nào? Tôi cũng chia sẻ với các bạn rằng là đấy là một trong những cái thuốc mà những cái nghiên cứu gần đây mới nhất gần đây ấy, thì cho rằng là nó có tác dụng là ức chế sự nhân lên của virus. Tuy nhiên thì nó cũng là một trong những cái thuốc có rất nhiều cái biến chứng mà chúng ta chưa biết hết được. Vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái thái độ sử dụng đúng cho nó. Tôi lấy ví dụ những cái thuốc trôi nổi thì chúng ta không nên sử dụng, không nên mua, không nên sử dụng. Cái thứ hai nữa là cái thuốc Monopiravir giờ thì chính phủ chúng ta quy định là chỉ những cái người trường hợp nào mà bị dương tính mà bệnh viện cấp giấy xác định bị bệnh hoặc xét nghiệm có đơn thuốc ra hiệu thuốc thì người ta mới bán. Còn giao hiệu thuốc bạn có mua được hay không thì nó còn tùy từng nơi. Còn các bạn có nên mua trôi nổi hay không thì tôi không có ý kiến về vấn đề này. Nhưng mà khuyến cáo các bạn thì cần cân nhắc những cái thuốc mà trôi nổi nó có thể là thuốc giả. Hai là những cái thuốc mà toàn lên từ nước ngoài, chúng ta không biết đọc được hết những cái thành phần của nó cũng như là những cái cảnh báo của nó. Chúng ta chỉ uống theo cái sự hướng dẫn của một cái người nào đấy thôi mà họ cũng không hiểu hết hoàn toàn về cái sản phẩm đấy thì chúng ta cũng không nên, bởi vì có rất nhiều các tác dụng phụ. Tôi lấy ví dụ những cái thuốc Monopiravir mà 200 mg hiện nay của Việt Nam sản xuất và đang bán thì nó có cái lưu ý gì? Thứ nhất là chia sẻ với các bạn cái thuốc đấy là nếu như các bạn có thì cái thuốc đấy chỉ được sử dụng cho những trường hợp trên 18 tuổi. Đấy là một nha các bạn nhớ nhé. Trên trường hợp mà trên 18 tuổi bị nhiễm Covid, chúng ta xác định nhiễm Covid bằng test nhanh. Bản thân chúng ta test đi, chúng ta có test nhanh hoặc chúng ta đi qua bệnh viện chúng ta test nhanh và có xác nhận là bị nhiễm Covid và ra hiệu thuốc mua được cái thuốc đấy. Hoặc là các bạn tự test nhanh, có người nhà, có ai đấy có thuốc đấy cho các bạn thì các bạn mới nên nhớ rằng cái thuốc đấy chỉ được sử dụng cho người trên 18 tuổi. Cái này rất là quan trọng. Thứ thứ hai nữa là gì? Nếu chúng ta sử dụng sớm nó có thể ảnh hưởng đến đến khớp, đến sụn sụn khớp, ảnh hưởng đến sự phát triển của những các cháu đang trong giai đoạn mà trưởng thành hoặc là dậy thì. Cái thứ hai nữa là có những cái nghiên cứu nó chưa rõ ràng về cái vấn đề tác động của nó các cơ quan sinh sản. Vì vậy mà những chị em phụ nữ mà kể cả các ông chồng đang trong cái giai đoạn mà chúng ta định có con, đấy, định sinh con, có kế hoạch sinh con hay là đang mang bầu hoặc đang cho con bú thì chúng ta cũng không nên sử dụng, chúng ta không nên sử dụng. Vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý chứ không phải là cứ có cái đấy mà chúng ta sử dụng. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái thuốc đấy, cái Monopiravir đấy trong 5 ngày đầu khi có triệu chứng đầu tiên. Còn ví dụ như chúng ta đã bị nhiễm 5 7 ngày rồi thì chúng ta không nên sử dụng. Nó không còn tác dụng gì nữa bởi vì cái virus ở trong cơ thể chúng ta đã phát triển lên rồi, nó đã nhân lên rồi. Lúc đấy không còn có tác dụng gì nữa. Cái thứ hai nữa là chúng ta chỉ sử dụng cái thuốc đấy trong vòng 5 ngày. Mỗi ngày thì người ta khuyến cáo là sẽ uống 4 cái viên 200 đấy cho 12 giờ, tức là một ngày uống khoảng 8 viên trong vòng 5 ngày. 8 5 40 tức là cho một cái hộp mà 40 viên đấy thì chỉ sử dụng trong vòng 5 ngày thì các bạn phải lưu ý. Cái việc mà uống cái thuốc đấy thì nó sẽ giúp chúng ta cái vấn đề là virus nhân lên. Tuy nhiên nếu như chúng ta có các triệu chứng như sốt thì chúng ta phải uống thuốc hạ sốt kèm theo uống cái nước bù điện giải từ 2 đến tối thiểu từ 2 đến 3 lít. Và tôi thường khuyến cáo với cả những bạn mà bị nhiễm thì có thể uống nhiều hơn. Đấy, và cố gắng cứ 2 30 phút uống một hụt để làm sao nó luôn luôn giữ được ẩm cái độ ẩm của cái đường hô hấp của chúng ta. Ngoài ra thì những cái thuốc bổ liên quan đến tăng sức đề kháng chủ yếu là vitamin C và kèm theo cái chế độ ăn làm sao nó tăng sức đề kháng lên, uống nhiều cái nước hoa quả lên thì nó tốt hơn rất là nhiều. Nếu như bạn ở trong gia đình bạn có người bị mắc nữa thì chúng ta cũng không nên quá đóng kín phong bế cái phòng đấy vào để chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta cách ly người đó hoàn toàn ra khỏi gia đình của chúng ta. Các bạn nên nhớ rằng là nếu như mà người trong gia đình bị, chúng ta nên mở cái cửa thông ra ngoài không khí ở ngoài không gian ra để nó giảm tải cái lượng virus ở trong cái phòng của chúng ta ra ngoài thì sẽ tốt hơn. Đặc biệt là mấy hôm nay trời nóng rồi, chúng ta sẽ phải mở cửa lên để đón ánh nắng vào, đón thông khí vào để nó tốt hơn, để tránh cái tình trạng lây nhiễm nó sẽ lan rộng nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là những người bị nhiễm
một người bị nhiễm. Chúng ta có thể hoàn toàn đeo khẩu trang kín, đeo được cái N95 thì tốt, còn không có đeo khẩu trang kín, chúng ta ra ngoài hành lang hoặc là chúng ta ở nhà nào có sân rộng, chúng ta ra ngoài sân chúng ta hít thở không khí, chúng ta vận động để tránh tình trạng mà chúng ta làm nhiều do mệt mỏi nó còn làm cho tình trạng chúng ta bệnh nó nặng nề hơn. Chúng ta vẫn có thể vận động được, chúng ta có thể vận động được, tập chúng ta có thể tập hít thở, hít sâu thở dài. Và trên VN cũng như là trên YouTube có rất nhiều các bài tập để giúp chúng ta vận động. Nói tóm lại là chúng ta sẽ phải vận động liên tục để tránh cái tình trạng ứ trệ của cơ thể. Và cũng thứ hai là cần có những cái bài tập hít thở để chúng ta thở, tránh cái tình trạng mà nó ứ động, hạn chế cái thông khí của phổi. Đấy là những cái lưu ý rất là cơ bản đối với những trường hợp mà bạn hoặc là những người trong gia đình bạn mà bị nhiễm, lây nhiễm thì chúng ta có thể xử lý. Còn về vấn đề sông thì sao? Có rất nhiều các bạn nói về vấn đề sông thì tuy nhiên thì cái này thì chúng ta sử dụng theo cái bài thuốc dân gian của chúng ta từ trước thôi. Tất cả trường hợp bị cúm thì chúng ta đều sông. Thì tuy nhiên thì cũng có rất nhiều bài báo khuyến cáo về cái vấn đề là sông chúng ta không nên lạm dụng quá. Việc sông thì chúng ta có thể sông phòng một ngày một lần hoặc hai lần. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Đừng có để đảm bảo cái việc sông đừng làm ảnh hưởng cái việc gì nó có thể gây ra cái tai nạn, gây ra bỏng chẳng hạn, hoặc một là bỏng do cái việc sông nó vào cái đường hô hấp, hai là bỏng liên quan đến chúng ta động chạm vào cái vấn đề cái nước sôi đấy, thì cái đấy là chúng ta phải kiểm soát. Còn chúng ta có thể sông phòng ngày một hoặc hai lần đấy, bằng cái hỗn hợp mà gừng rồi xả rồi lá chanh, những cái đấy thì chúng ta có thể thực hiện để cho giúp cái không khí ở trong phòng cũng như là cái cơ thể của chúng ta nó được sát khuẩn tốt hơn bằng đường hô hấp. Tuy nhiên thì các bạn phải lưu ý phải rất là cẩn thận trong cái việc sông đấy. Thì một lần nữa thì có thể khẳng định với các bạn là gì? Nếu như bạn hoặc những người trong gia đình của bạn mà bị nhiễm, chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Nó không có gì nó gọi là quá phức tạp ở cái thời điểm hiện tại. Cái thái độ của chúng ta đối với cả cái việc tiếp nhận cái đấy thì chúng ta nên chủ động bằng cách chúng ta nên chuẩn bị về mặt sức khỏe của chúng ta. Chúng ta nên chuẩn bị một số cái công cụ dụng cụ. Chúng ta nên chuẩn bị một số thuốc thang cần thiết cho cơ thể. Còn khi mà bị nhiễm thì chúng ta sẽ phải, một là chúng ta sẽ phải thực hiện uống thuốc. Một là thuốc gì? Những cái thuốc mà liên quan đến các điều trị mà đặc hiệu như Monopiravir ấy, thì các bạn ấy có thì tốt, không có thì thôi, cũng không phải là cái gì nó quá cần thiết. Còn nếu mà có thì chúng ta cũng phải uống nó đúng chỉ định, chúng ta không nên lạm dụng. Thứ hai nữa là gì? Chúng ta nên sử dụng những thuốc điều trị triệu chứng, ví dụ như thuốc hạ sốt. Chúng ta chỉ lưu ý rằng chúng ta chỉ uống đúng liều lượng, đặc biệt là các cháu nhỏ chúng ta phải biết được cái liều lượng nó khoảng bao nhiêu, không giống như người lớn. Cái việc uống quá nhiều thuốc hạ sốt hoặc là nhiều lần trong một ngày, khi mà chúng ta cứ sốt, chúng ta cứ uống nhiều, nó có thể gây nên cái tình trạng gọi là suy gan, do cái thuốc đấy nó đào thải qua gan. Thì ở các thuốc hạ sốt thì thường khuyến cáo là chúng ta sẽ dùng cách 6 tiếng một lần, chứ không nên dùng nhiều. Còn nếu như trong trường hợp mà bạn vẫn đang sốt cao, đặc biệt là cái chó nhỏ, thì các bạn nên nhớ rằng chúng tôi sẽ luôn kết hợp hai nhóm thuốc khác nhau để nó không đào thải qua gan. Thì cái đấy các bạn cần phải liên hệ với cả các bác sĩ. Ngoài ra thì các bạn mà có thể kèm theo cái việc hạ sốt bằng cách là trường ấm vào những cái vùng như là vùng sau tai, cái vùng cổ, ở vùng hố lách và bẹn hoặc là queo, là những cái vùng mà có cái mạch lớn của cơ thể nó đi qua đấy. Thì chúng ta cần phải lưu ý là để kết hợp để hạ sốt, cái việc kiểm soát được các triệu chứng nó quan trọng. Còn trong trường hợp bạn ho thì các bạn có thể những cái bài thuốc dân gian như là mật ong ngâm đường hấp ấy chẳng hạn, hoặc hấp với cả chanh đấy chẳng hạn, quất đấy, hấp. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc ho, thì cái đấy thì chúng ta sẽ phải liên hệ bác sĩ, bởi vì chúng tôi cần phân biệt là ho có đờm hay ho khan, không đờm, để sử dụng thuốc có đúng. Còn những cái trường hợp mà có rối loạn đau dạ dày thì chúng tôi cũng cần phải xem để sử dụng những thuốc khác, thì các bạn có thể tự liên hệ với chúng tôi hoặc là tìm một lúc tôi đi, chúng ta luôn luôn đồng hành theo dõi. Cái việc mà đo nhiệt độ và kiểm soát cái chỉ số SpO2 này cần thực hiện thường xuyên, bởi vì chúng ta nên nhớ rằng là có 10% những cái trường hợp mà gọi là thiếu oxy thầm lặng
nó diễn biến nặng chúng ta không biết được, vì vậy chúng ta không chủ quan. Còn thông thường thì sau khoảng 5-7 ngày thì chúng ta sẽ bình phục. Còn cái phần thứ hai liên quan với cái chúng tôi đấy là những cái trường hợp mà bạn vừa làm thẩm mỹ xong, hoặc hôm nay bạn đến ngày cắt chỉ rồi nhưng bạn đang là F0 thì chúng ta sẽ cần phải xử lý như thế nào. Thì chúng tôi sẽ luôn luôn bám sát cũng như là theo dõi những cái trường hợp đấy. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho các bạn là gì, các bạn cũng không nên quá lo lắng. Bởi vì làm tại sao? Một là nếu như bạn vừa thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ xong mà bạn bị nhiễm Covid thì chúng ta cũng sẽ vẫn thực hiện những cái chế độ, một là chăm sóc cơ thể và sử dụng những thuốc theo hướng dẫn của chúng tôi, và thường xuyên liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có những cái điều chỉnh phù hợp nhất để đảm bảo rằng là bạn cũng sẽ như tất cả những người khác sẽ vượt qua cái giai đoạn gọi là giai đoạn khởi phát cũng như là giai đoạn tiến triển của bệnh, và sau khoảng 3-5 ngày nó sẽ là giai đoạn thoái lui. Chỉ lưu ý với các bạn là nên cố gắng làm sao, cố gắng một là mình vận động, đặc biệt là những cái trường hợp mà sau khi một phẫu thuật nâng ngực xong hoặc là hút mỡ tạo hình thành bụng xong mà chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi rồi, bây giờ lại kèm theo bị nhiễm nữa thì nó cũng tương đối nặng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải cố gắng ngồi dậy, chúng ta vận động, chúng ta đi làm. Cái thứ hai nữa là cố gắng bảo vệ cái đường hô hấp của chúng ta bằng cách là gì, chúng ta phải súc miệng, súc họng nước muối thường xuyên đấy, và uống những cái thuốc nâng cao thể trạng như vitamin C. Chúng ta phải ăn uống làm sao để bồi bổ chúng ta nó tốt hơn. Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng những cái thuốc kháng virus như chúng tôi vừa trao đổi với các bạn. Còn nếu như khách hàng mà đang trong giai đoạn mà đến ngày cắt chỉ rồi chẳng hạn thì như nào, hoặc là thay măng hàng ngày chúng ta làm như nào, các bạn cũng nên bình tĩnh, hãy liên hệ với chúng tôi. Các bạn ở trong cái bộ phận y tá, các bạn sẽ luôn luôn theo sát các bạn, chăm sóc kiểm soát vết thương. Tại Đức Tư Đi thì những cái phẫu thuật ví dụ như phẫu thuật nâng ngực hoặc là phẫu thuật hút mỡ tạo hình thành bụng thì gần như những cái vết thương ấy, cái vết khâu nó gần như nó không có hoặc là có rất ít, bằng những cái chỉ rất là nhỏ. Chúng ta có thể trì hoãn cái việc cắt chỉ đấy 5-7 ngày, không hề là vấn đề quá quan trọng, quá lớn so với cái việc chúng ta kiểm soát được mặt sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì các bạn nên nhớ rằng là hãy liên hệ với chúng tôi, hãy kết nối với chúng tôi qua những cái ứng dụng như là Zalo hoặc là FaceTime để chúng ta sẽ cùng chăm sóc và theo dõi cái vết thương để chúng ta sẽ có xử lý. Trong trường hợp mà cần thiết thì chúng ta cũng có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi bố trí cái phòng ốc hoặc là những cái giờ nhất định để làm sao có những biện pháp đảm bảo cái sự an toàn cho kể cả bạn, kể cả khách hàng, kể cả nhân viên của Đức Ti để chúng tôi tiếp cận trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên thì chia sẻ với các bạn là hầu hết những cái trường hợp mà đã thực hiện hoặc đã đang thực hiện thẩm mỹ tại Đức Ti thì chúng tôi thấy rằng đánh giá nó không có cái gì là phải trầm trọng cả, cần phải xử lý ngay cả. Vì vậy mà các bạn phải nên nhớ rằng là hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi kiểm soát các bạn là tốt hơn. Chúng qua các ứng dụng, vì vậy các bạn cũng an tâm, không phải quá lo lắng. Đấy, quá lo lắng. Chúng tôi có thể delay cái việc hoặc là trì hoãn cái việc cắt chỉ đấy trong vòng 3 hoặc 5 ngày và hẹn các bạn đến một ngày mà khi cái tình trạng sức khỏe của các bạn nó tốt hơn để chúng ta xử lý. Các bạn không quá lo lắng về vấn đề đấy. Nếu như mà bất cứ khách hàng nào của Doctory cũng như là người nhà mà có những cái triệu chứng mà nghi ngờ và có đang bị nhiễm mà các bạn tin tưởng Doctory, tin tưởng cái team của Doctory có thể để lại hoặc liên hệ chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành các bạn để tư vấn các bạn là tốt hơn. Các bạn có câu hỏi gì thì chúng tôi sẽ trả lời thôi, hoặc là inbox liên hệ. Một lần nữa thì rất là mong là chúng ta sẽ cùng đồng hành, cùng tự chăm sóc bản thân, cùng nhau hỗ trợ để vượt qua và chiến thắng cái tình trạng dịch bệnh đang diễn ra. Và cũng hy vọng rằng trong vòng khoảng 4 hoặc 5 tuần tới thôi, thì cái tình trạng dịch Covid này nó sẽ ở một cái góc nhìn khác, nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nó coi như là một bệnh đặc hữu. Chúng tôi vẫn kỳ vọng như vậy, nó sẽ như bệnh đặc hữu. Những cái trường hợp mà bị nhiễm thì có triệu chứng nặng hoặc là có mong muốn ở nhà thì ở nhà, còn có thể chúng ta sẽ vẫn công việc bình thường. Đấy. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả khách hàng của Doctory đã luôn luôn ủng hộ chúng tôi và luôn luôn theo dõi kênh Doctory, và mong hẹn gặp lại các bạn khi mà chúng ta có cái tình trạng sức khỏe tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.